Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán 2021, các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn luôn chủ động các giải pháp đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sự an toàn cho người dân và tiểu thương khi giao thương. Ghi nhận tại chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Công tác phòng chống dịch tại chợ Phước Mỹ vẫn được duy trì đều đặn, đồng bộ. Các cổng vào chợ đều có bảng yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước khi vào chợ và có lực lượng chốt chặn nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, chỉ có khoảng 50% tiểu thương bán trở lại, chủ yếu là tiểu thương nhóm mặt hàng thiết yếu là thịt, cá, rau, củ, quả, còn các mặt hàng khác thì vẫn tạm nghỉ. Nhiều tiểu thương ý thức mình làm ở khu vực tiếp xúc nhiều người khác nhau nên bản thân phải chủ động phòng chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Khẩu trang đàng hoàng, bạn nghĩ là nếu họ không đeo thì mình có thể cạnh bên nhau thì mình nhắc nhở. Có thể họ quên, họ nói cái làm chi đó thì mình thấy họ không đeo rồi mình cũng phải là nhắc nhở người ta. Để người ta đeo khẩu trang rồi cho nó được đảm bảo. Hầu hết người dân đi mua hàng đều mang khẩu trang. Người dân cho biết trải qua hai đợt dịch thì đã nâng cao cảnh giác hơn. Đi chợ thì 3-4 ngày mới đi một lần, hạn chế việc tập trung nơi đông người. Nói chung là mình phải giữ gìn mình trước cái đã, rồi mình phải bảo vệ người xung quanh nữa đó. Chứ còn bây giờ trừ mình phải an tâm thôi chứ làm sao giờ. Nói chung như chính quyền bây giờ trừ người ta làm rất là kỹ. Theo ban quản lý các chợ quận Sơn Trà, lượng khách đến chợ sau Tết giảm khoảng 30-40% vì người dân vẫn còn hàng hóa trong Tết. Công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế bằng nhiều hình thức hiệu quả. Ngoài các biện pháp thông thường thì chú trọng việc giám sát qua hệ thống camera tuần tra và định kỳ khử khuẩn toàn bộ môi trường chợ để đảm bảo an toàn tối đa tại các chợ. Qua theo dõi tình hình hoạt động của 7 chợ trên địa bàn quận Sơn Trà, chúng tôi nhận thấy nhân dân ta, bao gồm cả tiểu thương, người tham gia hoạt động chợ và nhất là anh em quản lý chợ là rất tự giác trong công tác phòng chống dịch và tự nhắc nhở nhau để giữ sức khỏe cho bản thân mình, gia đình mình và cho cộng đồng, xã hội. Với việc tăng cường quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, người dân Đà Nẵng đã có cái Tết vui vẻ, an toàn. Vì vậy, để công tác phòng chống dịch tiếp tục đạt hiệu quả lâu dài, đòi hỏi mỗi một người dân thành phố cần nâng cao ý thức, chủ động trong việc phòng chống dịch, nhất là những nơi tập trung đông người như ở các chợ, để góp phần đẩy lùi hoàn toàn COVID-19.